Thưa quý vị, sau thời gian dài chuẩn bị công phu kỹ lưỡng tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 diễn ra mới đây, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một bước quan trọng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch theo quy định. Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, sát sao quá trình hoàn thiện, với sự nỗ lực của đơn vị tư vấn cùng với các sở ban ngành địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ ngành liên quan. Định hướng phát triển Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xây dựng theo 5 quan điểm xuyên suốt, đó là lấy người dân làm trung tâm, phát triển có chọn lọc, phát huy thế mạnh, tiềm năng, hướng tới tương lai, phát triển bền vững. Thì không gian chúng ta phải nỗ lực, chúng ta kiến tạo chỗ nào làm cảng, chỗ nào làm khu công nghiệp, chỗ nào làm trường học, làm bệnh viện v.v. là chúng ta phải kiến tạo. Thì giờ chúng ta có quy hoạch đấy, kỳ này phê duyệt quy hoạch tỉnh, là chúng ta có kiến tạo không gian đấy để mà chúng ta thúc đẩy sự phát triển. Nhà đầu tư vào đây là chúng ta chỉ ra được liền, chỉ ra được dự án, chỉ ra được vị trí, chỉ ra được không gian cho họ đầu tư, thì mới kết nối được cái nguồn lực đầu tư và không gian phát triển. Quy hoạch tỉnh Đồng Nai kỳ này cho thấy rõ định hướng phát triển toàn diện, là cơ sở để điều hành thống nhất, đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đến năm 2030. Quy hoạch tỉnh cũng sẽ là định hướng, là kim chỉ nam để tỉnh Đồng Nai xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030, nên đã được các cấp, các ngành của tỉnh nghiên cứu xây dựng, tham gia kỹ lưỡng. Theo đó, quy hoạch tỉnh Đồng Nai xác định lấy người dân làm trung tâm, phát triển có chọn lọc, thu hút các ngành công nghệ cao, hướng đến mục tiêu phát thải trung tính Net Zero vào năm 2050. Đồng thời, Đồng Nai xác định những dư địa mới cần được đánh thức và khai thác hiệu quả như quy hoạch tuyến sông Đồng Nai, quy hoạch vùng phụ cận sân bay Biên Hòa và sân bay Long Thành là vùng động lực mới cho phát triển đột phá của tỉnh. Chúng tôi đang tham mưu tỉnh để mà hoàn chỉnh cái quy hoạch tỉnh. Đây là một trong những cái nhiệm vụ cũng như là cái giải pháp cho cái giai đoạn trong năm 2024 cũng như là giai đoạn các năm tiếp theo. Từ cái quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì các dự án sẽ có cái căn cứ pháp lý cũng như là cái cơ sở để triển khai thực hiện, cũng như là thu hút nhiều nhà đầu tư đến để mà triển khai đầu tư, cũng như là thúc đẩy cái việc là đổi mới công nghệ trong các cái doanh nghiệp, trong các cái khu công nghiệp cũng như là các cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, với vai trò đặc biệt quan trọng của quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải trình tiếp thu đầy đủ 335 ý kiến, trong đó đã giải trình 27 ý kiến và tiếp thu hoàn chỉnh đối với hơn 300 ý kiến của Hội đồng Quy hoạch tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học và các bộ ngành trung ương. Đối với ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy hoạch tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao đơn vị chủ trì lập quy hoạch là Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp thu, bổ sung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Là ngay sau khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và triển khai các nhiệm vụ như sau: là ban hành kế hoạch tổ chức công bố quy hoạch của tỉnh, kết hợp kêu gọi đầu tư của tỉnh Đồng Nai, ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức phổ biến công khai minh bạch các quy hoạch của tỉnh để nhân dân được biết, kiểm tra thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về quy hoạch, khen thưởng các cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích trong hoạt động quy hoạch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức công bố quy hoạch, bố trí nguồn lực, thu hút đầu tư để đảm bảo việc triển khai quy hoạch tỉnh Đồng Nai đạt hiệu quả.